Chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang. Hôm nay mình quay một vòng cho các bạn xem những cây mini của anh Bonsai Thành Tấn nha các bạn. Đó, phía sau mình. Đó, một vòng đây là những cây bonsai mini. Đó, giờ mình quay từng cây cho mấy bạn xem. Các bạn thích cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Tấn nha mấy bạn. Mình để cái số điện thoại với của anh Tấn với cái link của video nha các bạn. Rồi giờ mình quay chi tiết từng cây cho mấy bạn xem. Đó, phía sau mình rất là nhiều luôn, đủ mọi thể loại luôn. Cây bonsai với tùng luôn nha các bạn, lá háng tùng luôn. Các bạn thích cái nào thì cứ liên hệ trực tiếp anh Tấn số điện thoại. Địa chỉ là ở Cai Lậy Tiền Giang nha các bạn. Đó, vườn tùng này là ở Cai Lậy Tiền Giang. Đó, giờ mình quay chi tiết từng cây cho các bạn xem. Đây là hàng mini. Cái mini nhỏ, bonsai mini nha mấy bạn. Đó, bạn thích cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Tấn. Vinh Sam. Đó, cây bông trang. Thì xa là cây mai chú thủy nha bạn. Mai vàng bonsai luôn, cũng mọi thể loại luôn. Mình quay từ từ cho các bạn xem. Đó, bạn thích cây nào thì cứ alo trực tiếp anh Tấn. Đúng mọi thể loại chủng loại luôn nha các bạn. Đây là những cây mini, ở phía xa kia là những cây vạn niên tùng. Đó, đủ thêm mọi chủng loại luôn các bạn. Có bông trang, có linh sam 86, nguyệt quế, mai vàng bonsai luôn nha các bạn. Những cây bonsai. Đó, là cây tùng kim cương bonsai nhớ bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Vườn đấy cực kỳ đẹp luôn. Kim vít, mai chú thủy. Này rất vui luôn các bạn, rất của anh Tấn cực kỳ nhiều luôn. Này hai bên kia và hai bên đây. Cha nhập. Đem ra cũng cầm mình. Đang quay hình, đang quay hình.
Dùng trước đi, dùng trước đi. Này khách rất nhiều luôn nha các bạn, khách tham quan. Đây một tiểu cảnh rừng linh sam trên máng cây. Linh sam. Ý mình để số điện thoại của anh Tấn dưới phần mô tả. Các bạn có gì liên hệ trực tiếp với anh Tấn nha bạn. Vườn ở Cà Lậy, Tiền Giang. Rồi, mình kết thúc video đây nha các bạn. Các bạn xem thấy hay nhớ nhấn like và đăng ký ủng hộ mình nha.